đám đông trên mạng xã hội có quyền thay mặt công an xin lỗi cô gái điện biên hay không? Ngày 18 tháng 2 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao bằng khen và tiền thưởng cho các chiến sĩ công an có công điều tra bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc đã hãm hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên, 22 tuổi. Nhân đó, nhiều bộ phận của dư luận phi chính thống đã dấy lên một dư luận công kích ngành công an khi đồng loạt tuyên truyền rằng trong vụ việc này, công an phải bị trách phạt thay vì khen thưởng do không kịp thời bảo vệ người bị hại. Vụ việc này bắt đầu vào chập tối ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết âm lịch, khi nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên mất tích sau khi đi giao gà cho một người đặt mua qua điện thoại. Ngay tối hôm đó, gia đình cô Duyên đã trình báo công an nhờ họ tìm kiếm và cầu cứu trên mạng xã hội. Ngày 7 tháng 2, tức 3 ngày sau thời điểm đó, một người dân thường phát hiện thi thể của cô Duyên ở một ngôi nhà hoang. Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ nghi phạm đầu tiên vào ngày 10 tháng 2 và bắt bốn nghi phạm còn lại vào các ngày 12, 15 và 16. Các nghi phạm khai nhận rằng họ đã thay phiên nhau xâm hại tình dục cô Duyên trước khi sát hại cô vào ngày 6 tháng 2. Ngày 18 tháng 2 khi ủy ban nhân dân tỉnh điện biên trao bằng khen và tiền thưởng cho các chiến sĩ công an có công phá vụ án nhiều bộ phận của dư luận phi chính thống bao gồm các gương mặt chống đối bất mãn đã đồng loạt phản đối quyết định này họ nói rằng hiện trường vụ án đã được phát hiện bởi một người dân thường thay vì công an rằng công an tỉnh điện biên lẽ ra phải bị trách phạt thay vì được khen thưởng do đã không kịp thời hành động để người bị hại và đặt nghi vấn rằng Công an đã không nhập cuộc ngay khi gia đình báo án, tức tối 30 Tết. Về ý cuối, Nguyễn Trang Nhung viết rằng, trong thực tế, có nhiều công việc mà công an bỏ mặt gia đình nạn nhân, không điều tra vụ án, thậm chí trơ trẽn đến mức mặc cả với gia đình nạn nhân để tìm hung thủ. Khiến gia đình không có tiền nhìn con chết tức tưởi mà không thể làm gì. Đỗ Nga quy chụp rằng, công an Việt Nam chuyên nuôi án, tức không xử lý ngay mà đợi vụ án lớn dần rồi mới phá để lấy thành tích, bất chấp sự an toàn của người dân. Dù bài viết của Nga không cung cấp được bằng chứng vững chắc cho việc đó. Tối ngày 19 tháng 2, Hoàng Hương kêu gọi cộng đồng mạng xem một biểu ngữ có dòng chữ: "Chúng tôi xin lỗi, cô gái điện biên." Đặt kèm biểu tượng bông hồng đen nằm trên nền màu xanh bầm nhạt. Hương giải thích như sau: "Tôi xấu hổ thay cho những người mà lẽ ra Giờ này họ phải đứng cúi đầu xin lỗi vong lên em và gia đình vì đã không làm tốt phận sự, không cứu được em. Họ lại khen thưởng hoa tặng nhau, khiến em và gia đình cô đơn hơn, đau đớn hơn. Tôi xấu hổ thay cho họ. Xin hãy để tôi và những người bạn nói thay. Chúng tôi xin lỗi cô gái điện biên. Dư luận phi chính thống đồng loạt xe lại bài và ảnh của Hương, tạo thành phong trào. Một số cá nhân chống đối xe ảnh rồi bình luận rằng nếu họ quan tâm đến chính trị nhiều hơn, lên tiếng chống tiêu cực trong xã hội nhiều hơn, thì có thể cô gái điện biên đã được cứu. Trong khi đó, một số ít đặt câu hỏi rằng vì sao họ phải xin lỗi trong khi họ không làm gì sai. Ở chiều ngược lại, cũng có một số tiếng nói trong dư luận phi chính thống bình luận rằng dư luận đang quy chụp ngành công an. Lương Lê Minh viết rằng vụ việc ở Điện Biên đáng lẽ sẽ kết thúc trong một nốt nhạc nếu như tất cả các sim số điện thoại đều là chính chủ, để công an vào trong phút mốt ra ngay. nhưng tiếc rằng những đề xuất kiểu này đều bị phản đối dữ dội bởi nhân dân anh hùng và các bạn nhà báo khối C điểm cộng. mình giải thích. trong hoàn cảnh án mơ thiếu dấu vết, công an điện biên bị phân tán đi quá nhiều hướng giả thuyết khác nhau. có thể nạn nhân chỉ đơn giản là bị tai nạn giao thông, là điều dễ xảy ra vào chiều ngày 30 Tết và đã được đưa vào một bệnh viện nào đó cấp cứu. Cũng có thể nạn nhân bị bắt cóc và bán qua biên giới Trung Quốc. Việc thiếu dấu vết này đẩy công an vào một kiểu phá án bê bờ đắp đập, tức là chỉ có thể tung quân xuống địa bàn để ra soát các đối tượng có thân nhân xấu, xem có đứa nào bất thường hay không. Làm được điều đấy, cần quân số lớn đã đành. Nhưng sáng mùng một Tết, các bạn có thấy công an phường đến nhà, các bạn có niềm nở đón tiếp hay không? Theo nguyên tắc hoạt động của ngành cảnh sát, nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân được xem là quan trọng và khẩn cấp hơn so với nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Vì vậy, khi cho rằng công an tỉnh Điện Biên đã không hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ của mình, dư luận đã có phần có lý. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền về vụ việc này, giới dân chủ đã mắc bốn lỗi sai. Thứ nhất, dù không có bằng chứng nào cho thấy công an tỉnh Điện Biên nuôi án là việc tắc trách hoặc không lập tức nhập cuộc từ đêm 30 Tết. Họ vẫn dùng các giả thuyết này để tuyên truyền nhằm cố tình gây ác cảm với ngành công an. Thứ hai, họ đã không xét đến những trở ngại mà Lương Lê Minh đề cập. Thứ ba, họ tùy tiện phán xét rằng công an tỉnh Điện Biên đáng lẽ phải bị trách phạt thay vì được khen, trong khi công tác khen thưởng, sự phạt phải được tiến hành dựa trên quy định của luật thi đua khen thưởng và các văn bản chi tiết hơn thay vì dựa trên cảm tính nhất thời của dư luận. Thứ tư, đám đông của Hoa Ngường không có tư cách thay mặt công an xin lỗi người bị hại vì trong vụ việc này, chỉ ngành công an hoặc tòa án mới có tư cách phán xét công an tỉnh Điện Biên và chỉ chủ tịch nước mới có tư cách thay mặt quốc gia để xin lỗi người bị hại. Sống truyền thông số 5, Huỳnh Thị Tố Nga chỉ phản biện